Anh ơi rối quá, em rối quá, anh cho em lời khuyên với một người đàn ông có gia đình nhưng chỉ vì trách nhiệm, như thế họ có thật lòng với người phụ nữ bên ngoài không anh? Hold on, một người đàn ông có gia đình nhưng chỉ vì trách nhiệm như thế họ có thật lòng với người phụ nữ bên ngoài không anh? Họ luôn thật lòng nhưng mà họ có thể không yêu. Các bạn luôn nghĩ chứ thật lòng là yêu, cho nên câu trả lời là thật lòng nhưng có thể là không yêu, và đại đa số là không có yêu. Họ thật lòng là vì sao? Giả sử nha, họ có một cái hôn nhân kém đi, và họ tụt cảm giác với cái người phụ nữ trong cái hôn nhân đó là người vợ. Vì lý do gì mình không có nói, mình cũng không phán xét họ đúng họ sai, ai đúng ai sai mình không biết. Nhưng mà bây giờ coi là vào trạng thái tụt cảm giác yêu. Thì bây giờ khi anh ta tới với một cái cô gái khác, lý do là vì sao? Là vì cái cô này á đồng ý cho anh ta quan hệ tình dục. Cô này đồng ý lấp vào cái phần khoảng trống về tình cảm cho anh ta. Thì anh ta sẽ đến với cô đó. Thế thì khi anh ta đến với cô đó, anh ta có thật lòng không? Thật lòng. Thật lòng theo cái gì? Thật lòng là vì em thỏa mãn cho anh những cái nhu cầu đó thì anh sẽ tới với em. Ok, còn nếu như vậy nè, em là một người phụ nữ có giá trị, em là một người phụ nữ có sức hút, em không thể nào đồng ý một người đang có gia đình, thì lúc đó mối quan hệ không thành. Và lúc đó không có câu hỏi là có thật lòng hay không. Là tại vì người phụ nữ nó không chấp nhận, cho nên nó không cấu thành câu hỏi. Tại vì nó không là mối quan hệ cho nên nó không cấu thành câu hỏi đó. Rồi nữa nè, nếu vậy thì anh ta có thật lòng không khi anh ta đến với mối quan hệ đó? Anh ta sẽ thật lòng. Thật lòng sao? Chính xác như là cái mà lấp đầy cho anh ta đó. Thế thì câu hỏi của em là thật lòng chứ không phải là yêu. Cho nên câu trả lời cho em là anh ta có thể thật lòng, nhưng anh ta hỏi nè, anh có yêu em không? Ở trong trạng thái được cái người phụ nữ nó lấp đầy vào những cái đó, chính anh ta nghĩ nó là yêu. Anh ta không biết luôn. Một số người đàn ông nhận ra nhưng không nói. Nhưng mà có một số người đàn ông người ta cũng không nhận ra luôn. Và người ta nói anh thật lòng. Nhưng mà thật lòng đó là cái nhu cầu được lấp đầy lúc đó. Sau này khi mà anh ta vào cái trạng thái thăng bằng lại, nó bình an, nó bình an lại, thì anh ta mới nhận ra là mình không có yêu cô này. Lúc đó anh ta sẽ nói như thế này nè, anh không thể bỏ vợ bỏ con, lúc đó anh phải có trách nhiệm với gia đình, hay là anh không thể làm gì đó nó tệ quá, hay là anh thấy là mình nên dành thời gian để coi lại bản thân, hay là anh thấy là anh không xứng đáng với em. Và cái đó số lượng bị nhiều không? Chắc cũng phải 90 mấy% các bạn nữ bị cái điều đó. Là tại sao? Tại các bạn không có nhận ra được. Lý do tại sao không nhận ra được là vì phiên bản của các bạn nữ đó không có thăng bằng, dễ bị đổ, thiếu thốn tình cảm, quỵ lụy tất cả giá trị, không có gì đó. Thứ hai là cái kiến thức không có luôn để nhìn ra, cho nên là các bạn mới bị vào cái trạng thái. Thực ra không phải là bị người đàn ông đó lừa, mà là đây là cái bẫy ở trong cuộc sống tình cảm mà những người chưa sẵn sàng được hạnh phúc bị rớt vào, kể cả người đàn ông đó, kể cả cái người vợ ở nhà, và kể cả cái cô gái đó luôn. Cho nên thật lòng hay không? Thật lòng. Thật lòng với cái cảm xúc của anh ta. Rồi có một số bạn là anh ta có thể yêu người phụ nữ bên ngoài không? Rung động đúng nghĩa không? Câu trả lời là yes. Khi anh ta đã tụt cảm giác với người vợ, anh ta vẫn có thể rung động với một cô gái, chuẩn theo cái gọi là tốt đẹp. Yes. Về mặt sinh học nhé. Yeah. Nhưng mà thường anh ta rung động như vậy, anh ta tới mà cô gái đồng ý, thì sau đó mối quan hệ lại hư. Là tại sao biết không? Là tại vì nếu như anh ta tới cô gái đó mà cô gái đó là phiên bản chất lượng nha, và phiên bản chất lượng là phiên bản sẵn sàng để được hạnh phúc, thì cô gái sẽ thấy rằng anh có rung động nhưng mà em không chấp nhận được. Thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Anh ta sẽ phải xử lý những cái lằng nhằng dây điện của anh ta. Là tại vì cái cảm giác nó rất là mạnh và cảm giác nó rất là lành nha, khi mà rung động như một cái cô gái nào đó thật sự. Nó cho anh ta một cái động lực làm lại cuộc đời á. Cho nên những người đàn ông đó là có động lực về ly hôn. Mặc dù ở ngoài người ta nhìn vào thấy sao cái ông này cũng tệ vậy, nhưng mà thực ra bên trong người đó đang là có một cái năng lượng tích cực tốt đẹp. Tại vì đối với người đó là nó đã xong rồi, nhưng mà về mặt hữu hình nó vẫn còn là cái hôn nhân, và người ngoài sẽ phán xét và nói cái người đàn ông này quá tệ, phủi tay gì đó lung tung lang tang ra. Nhưng mà đối với anh ta là về mặt hữu hình nó chưa hoàn tất, nhưng mà đối với anh ta hay là đối với bản chất của cái hôn nhân đó, nó không còn nữa. Cho nên anh ta làm sạch bản thân anh ta để có thể đi tới cái mối quan hệ mà anh ta làm lại cuộc đời của anh ta. Và ở đó anh ta có thể có mối quan hệ tốt. Yes, vẫn có thể tốt đẹp được. Nhưng bạn sẽ thấy nè, một trong những cái yếu tố quan trọng của một người đàn ông mà rung động và yêu một cô gái đúng nghĩa và lành á, và thay đổi để tốt đẹp á, là anh ta sẽ làm dọn dẹp lại cái lịch sử của anh ta, những chuyện lằng nhằng của anh ta. Mà không cần ai kêu hết trơn á. Tại vì sao? Là vì đó là hạnh phúc của anh ta, nó là điều sung sướng của anh ta, và đó là giá trị của cô gái. Còn nếu như mà trong cái tình huống số đông nè, cái sự rung động đó là thật, nhưng mà phiên bản cô gái đó chưa thật sự là phiên bản xứng đáng để được hạnh phúc. Cái phiên bản đó chưa, tức là cái giá trị chưa đủ cao, sức hút chưa đủ lớn, vẫn tổn thương, vẫn quỵ lụy, vẫn dễ đổ. Chính vì vậy cho nên cô gái đồng ý luôn. Và khi cô gái đồng ý luôn với một người đàn ông đang có gia đình, thì đồng ý đó có nghĩa là gì không? Sẽ là đã là hành xử sai.
rồi sẽ thân thiết, rồi sẽ quan hệ tình dục, rồi sẽ có những cái buồn tức giận tại anh chưa ly dị vợ anh nữa hả, đại loại vậy đó. Còn ông này nói chú cho anh thêm thời gian, đó là hành xử sai đó, nó làm cho cái cảm giác của anh ta tụt luôn. Và sau đó những cái hành xử như quan hệ tình dục sớm đổ sớm đó, rồi bắt đầu lo lắng, thậm chí đôi khi tấn công áp đặt, chừng nào anh ly dị tại sao anh cứ về anh thăm hoài, anh nói anh chia tay anh chưa chia tay, nó làm hư cái cảm giác của hai người, của cả người đàn ông và cả người phụ nữ, và rồi nó lại hư ra, và rồi sau đó lại chia tay, hoặc là anh ta về ly dị người vợ vì cái hôn nhân nó không còn nữa, xong rồi anh ta cũng chia tay cô này luôn sau khi thời gian sống chung quan hệ tình dục đó, và cả tất cả vẫn đang tổn thương. Cho nên cái điều quan trọng của cái trong cái câu chuyện này mà của cái người phụ nữ bên ngoài theo ý của Quỳnh Mai hỏi là chính cái cô gái đó làm như thế nào đó mới là quan trọng, chứ không phải là người đó trách nhiệm hay thật lòng hay không, không quan trọng nhé. Ok, tiếp tục nè. Anh ơi, khi hành xử sai giận rồi trở lại, nhưng lần trở lại thứ hai thấy không nồng nàn như trước, thường là nó như vậy là tại vì nó có sự tổn thương. Cho nên là bởi vì các bạn nói là chia tay rồi 3 tháng em còn nhớ người yêu cũ gì đó, thì nó quay lại là tan nát, là tại vì như em thấy nó quay lại nó không có nồng nàn là vì sao, là vì nó đã có sự tổn thương. Sự tổn thương là gì hiểu không? Nó giống như là bây giờ cái người đó mình quen xong mình tát cho 3 tát, mai quay lại hey bạn ơi tôi thương bạn lắm, mà nó thương gì, không cảm giác hơn rồi, những cái chất truyền dẫn thần kinh khác rồi, hình ảnh kết nối khác rồi, mày bây giờ tao không cảm nhận mày như trước nữa đó. Rồi tiếp tục nè, và không tỏ 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 vì tính yêu. Không hiểu chữ tỏ tỏ là gì, cho em hỏi có nên giữ mối quan hệ này không ạ? Em cảm ơn anh. Em ơi, một người phụ nữ có giá trị, hiển nhiên người ta nhận ra cái chất lượng của mối quan hệ, và khi người ta nhận ra chất lượng, nó giống như là bây giờ em cầm một cái trái cây em đi mua chợ, ngoài chợ đi, em bóc một cái trái đó lên và em hỏi bản thân em là mình có muốn mua cái trái này không, thì em luôn có câu trả lời bên trong em, nó luôn có câu trả lời. Cái câu trả lời đó là do cái gì biết không, là cái giá trị của mình trong cái việc mua cái trái đó. Có nghĩa là mình muốn muốn ăn cái trái như thế nào, ở trong cái rổ này có đầy nè, trái tốt hơn có, trái kém hơn có, mình muốn ăn cái trái nào, mình luôn có câu trả lời đó. Cho nên đây em hỏi là có nên giữ mối quan hệ này không anh, nó chính xác là cái phiên bản của em, nó sẽ trả lời cái câu trả lời đó cho em. Tại vì sao biết không, nếu như cái giá trị của em thấp hơn mối quan hệ đó thì hiển nhiên em sẽ rất muốn giữ, cho dù anh nói là không nên. Còn nếu như giá trị của em là cao hơn mối quan hệ đó thì hiển nhiên em không muốn hỏi anh luôn. Tức là anh bị anh nói em ráng giữ đi, em nói giữ gì, em tưởng em không có cảm giác muốn giữ, nó không xứng đáng với em. Cho nên câu trả lời thật ra là bên trong trái tim em nó đã có rồi, bên trong cái phiên bản của em đã có rồi. Và anh đoán là một khi em đi hỏi có nghĩa là em muốn giữ, tại vì người không muốn giữ người ta không có hỏi, ok không? Cho nên em hãy coi lại bên trong mình đi cho nó rõ ra. Nhưng mà quan trọng là tại sao lại hành xử sai rồi giận nữa, cái đó nó nói lên nhiều lắm á. Tiếp tục nè, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.